Ừ này ấy. Đi kiếm cây sen để ăn mà khó quá nhỉ. Không hiểu kiểu gì luôn ấy. Đấy. Nước này nước nòng lọc, quá nòng lọc. Tay chân rửa được đây, phí mất một cây mấy chục rồi. Cưa. Chỉ trong vòng 15 20 ngày nữa là phải sạch hết chỗ này. Sạch hết hết chỗ này. Mà trứng đi làm gì đây? À ông ơi làm ăn cái gì đây? Trứng. Nuôi vịt. Anh đi nhặt trứng. Đây cái này là để ấy thế này. Cái này là để đai lưới thế này. Đây này. Cái trắng này để đai đai bầu. Vẫn kiếm được từ cái tiền củi này nghìn mấy một cân này. Đường nào nó cũng phải đi cắt đi. Đấy. Bên này thì là những cây cây bé bé thì nó là hàng rẻ. Nhãn mới bưởi này. Còn mấy ông kia đang đánh ở chỗ nào nhỉ? À các ông còn đang uống nước mía. Đánh nhãn đánh bưởi. Ông rảnh vãi, rất nhiều người muốn rảnh như anh như ông. Thực ra thì tôi nói thật ra là các bạn nhìn tôi như thế này là rảnh, nhưng mà tôi mới thấy các ông rảnh ấy. Tôi nói thật. Ví dụ như là ngay cái chuyện ví dụ như là ngồi xem live hay là xem TikTok, nói thật tôi làm gì có thời gian. Thật. Kể cả cờ tướng, các ông có thể xem tôi mấy tiếng một ngày. Không hết xem tôi thì lại xem kênh người khác. Tôi thì nói thật ra kể cả giáp cấp niên tái nhá, nhiều khi mình muốn ủng hộ huynh hay là bảo tức là huynh mấy cả anh bảo, rồi xem Vương Thiên Nhất, nhưng mà làm gì có thời gian đâu mà ngồi xem, lại xem gì view. Còn thực ra là cái dụng ý của tôi thì nhiều khi là như đào thoại không hiểu được. Làm cái gì thì nói thật ra là nó cũng phải có mục đích. Và mục đích của tôi thì nói chung là một là với những người người ta muốn mua nhãn, mua bưởi, người ta cần sản phẩm giá rẻ, đảm bảo uy tín, thì những cái hình thức phát livestream hoặc là như thế này thì không thể thiếu được. Hiểu chưa? Cái gì mình không hiểu đâu. Hiểu làm sao được. Hiểu làm sao được. Ra đây ngồi nói chuyện với mấy ông một tí. Chứ còn như mọi người xem có thể là chả học được cái gì, chả giải quyết cái mẹ gì. Kiếm tiền thì không, làm thương hiệu cũng không nốt, bán hàng cũng không nốt. Thì là mình đây như này này bảo là mình rảnh. Thế tôi cũng chả hiểu các ông như nào. Trông tôi như này thôi. Nhưng mà khéo không anh em chúng nó thuê mình. Đây là toàn những cây rẻ như này. Ông chúng nó thuê mình phải 3-4 triệu một ngày. Trong khi thu nhập của các bạn, kể cả tôi hỏi luôn đào thoại có được đến 500 một ngày không? Có được 500 một ngày, 10, nếu mà đi làm cả tháng đủ 30 ngày thì có được 15 triệu không? Mẹ. Đây. Tất cả anh em ở đây toàn 500-600 một ngày hết đây này. Chỉ có mỗi nghề cưa chặt xong rồi đánh rồi các kiểu thôi. Chào ông, chào mọi người. Con đi chơi cưa chặt đây này, nhưng mà có làm gì có ai ở đây 400 đâu. Toàn 500-600 còn rỗi ấy. Con rồi còn rỗi. 720 cơ á? Con lên giá cao thế nhỉ? Còn ra đánh ở trong tối thuyền đi. Tuần đi còn đi hát karaoke tay vịn các thể loại cơ. Chân dài. Bán chân dài. Tối là mỗi ông một em chân dài. Lương tháng 20. Lương tháng 20. Đấy, thế. Mà lương chủ tịch nước còn không được như thế đâu này. Nhưng mà thực ra là cái thì là người ta kê thế thôi, chứ còn thu nhập mà 500-600 thì ở quê tôi là ai cũng như thế mà. Cứ đi đánh cây chịu khó làm như này nè. Toàn như thế này hết. Anh có tuyển người đánh cây, thực ra là cái thứ nhất là ở đây thì nói thật ra là đấy là toàn anh em ấy rồi. Nếu mà các bạn mà đi mà phu mới xong rồi lại không biết đánh nữa rồi đi phá hoại ấy, thì vào đây thì lại phải bị thu 500 cơ. Nhớ bảo là đấy các anh ấy đánh còn mãi mới được một nhát như thế kia, nhưng mà người ta không đảm bảo cây cối. Chứ còn các bạn là kiểu chuyên gia phá hoại đến đây xong rồi đánh vỡ hết bầu thì mệt. Người ta ghi chủ tịch nước ghi thế thôi, chứ còn các bạn biết làm sao được người ta ghi như thế. Còn bây giờ nói 500-600 nghìn một người ở đây là toàn anh em là thật, nhưng mà chả bị đóng thuế thu nhập mẹ gì, cứ hết ngày là có tiền.
hôm qua có con cá ở đây, ra ngoài này mát thật. Nhưng mà tôi nói thế là thật, nhưng mà các bạn không hiểu ấy. Trâu lại cũng thế này. À, mình đây nó thật ra là ấy, cá to thế này. Mình đây công cao hơn anh em đấy. Có người không hiểu thì này bảo là bỏ điện thoại ra, làm đi. Tôi bảo nếu bây giờ tôi bỏ điện thoại ra thì công này 500 mà mình còn làm sao được. Làm sao được bằng anh em, đánh rồi vỡ mẹ bầu. Nhớ ông không hiểu ấy, ông bảo nói phép ít thôi, lỗ ít thôi, bỏ điện thoại ra, làm đi, làm như anh em này này, bảo làm như thế này khéo tôi chỉ được con thằng Mạnh nó trả cho lít 2. Đi nhặt cỏ thôi, nhưng mà nhặt cỏ cũng đéo nhặt cỏ được bằng các bà ấy cơ. Làm sao được? Mình có bổ cho khoảng tầm 5 phát như thế này là bắt đầu thở oxy rồi. Làm sao mà làm được? Bổ cho 5 nhát này là thở rồi. Tí còn bê còn viết các thứ cho nên là nói thế thôi chứ còn không phải ai cũng làm được. Xong rồi bên chuyên gia phá bầu ấy thì đấy, đánh để làm bầu làm cây nó còn đảm bảo. Bê vác còn xếp xe còn các thứ. À, đây là các đội làm kiểu làm mấy rồi cho nên là chuyên rồi. Còn thằng tổng quản thì chắc là thằng con thằng Mạnh thì nó mới nhận việc được, nó qua giai đoạn thử thách. Thằng ấy là nếu mà nhận thợ là nếu mà ở nơi khác thì ông nó phải phong bì đấy thì nó mới nhận đấy. Xin việc ấy, gửi CV. Là bao nhiêu năm kinh nghiệm đánh cây rồi. À, mỗi một nai ông kiếm được bao nhiêu tiền, thực ra là kiếm thì nó về lâu về dài cơ. Chứ còn nó không phải là một nai. Nai ví dụ như cái đây khoảng 5 năm thì cũng chả được cái gì. Nhưng bây giờ thì thứ nhất là tiếp cận xong phải về sau lại một cái ấy. Chứ còn các bạn nhìn thì dựa vào một cái nai xong rồi các bạn bảo là phải có tiền luôn thì các bạn không làm gì được. Phải nhìn ra một cái chặng đường lâu dài. Phải có tư duy nhìn lâu dài cơ. Chứ còn nó khó lắm. Có thể một nai như thế này mà bán được 1000 cây thì không biết bao nhiêu tiền mà đong đếm. Huấn thì nó nai thì các bạn các đội khăn quàng đỏ ủng hộ sao siếc thì nó mới ra tiền. Tôi cần sao đâu. Đây là cái hàng rẻ. Hàng kia thì con cái thủy nó giao cho thằng Mạnh là cái hàng đường kính gốc 20 phân cơ. Đấy, nhiều ông cứ thấy mình quay tranh quay chiếc cứ bảo là anh ơi, bao nhiêu người nhắn tin luôn. Cắt đấy. Bao nhiêu người nhắn tin luôn là anh ơi có mua bưởi không, hoặc bạn ơi có mua bưởi không, quê tôi nhiều lắm mấy thế nọ thế kia, bảo quê tao cũng đầy. Quê tao đầy nhưng mà quê tao còn bán rẻ thế này đấy. Thế tôi mới bảo các bạn là ở cái video trước này nó nghịch lý ấy. Tôi bán cho người ta thì mấy chục, trăm, 200 nghìn một cây. Mẹ đến khi mà anh em người ta xong rồi mình lại đi mua lại cái cây mà người ta dâm mủ 1-2 năm ấy. À một, chưa được một năm, mấy tháng, một năm. Lại lên tiền triệu. Có cái dòng bưởi lần trước còn mua, cái hôm trước tôi like cho các bạn ấy 10 mấy triệu. Tôi đi đường tôi bảo mẹ đéo biết nào có bằng cái cây mà mình bán cho người ta 200-300 nghìn không. Đây giai đoạn này là cắt tán đây. Đấy. Giờ từ lúc đấy là ông nào tinh mắt ông đếm bao nhiêu người đi đánh cây rồi. Từ lúc nào lúc lấy ông. À đây là cắt dễ. Hơi ổn nha. Ông cảm. Đấy nó to quá. Đi cắt. Này. Đây là cắt cho tay này. Cắt dễ, cắt những cái dễ to này. Bắn ở hết mặt. Bắn hết mặt. Đúng đấy các ông đếm nó bao nhiêu thợ rồi. Tại vì là ở đây là trong vòng mười mấy ngày là phải giải quyết xong hết chỗ này. Cho nên là bây giờ cắt tán. Ơi, chơi nhãn rồi. Đấy. 13 người rồi à? Đếm mà đã tinh mắt đếm được 13 người rồi đấy. Nhân với cái giá là 500-600 xem là bao nhiêu tiền một ngày công. Một ngày công phải trả bao nhiêu tiền, tổng quản nó phải trả bao tiền.
13 người, mỗi người 500-600. Tính ra một ngày là các bạn biết xem là phải để cái ngọng kia kìa, để người ta trồng người ta lấy tiền đền bù. Để những cái ngọng kìa. Không cưa hết. Ôi cái ông cưa hết à? Cưa hết rồi. À những cây này có ấy, cây kia vẫn còn ngọng kìa. Bình thường các cây ấy là để lại một cái ngọng ngọng ngồng lên này để người ta nhận tiền đền bù ấy. Hôm trước ông kia ông bảo là lấy cái phải cắt thế nào mà 2 mét. Không à làm gì. Sao cái cây kia ông không cưa luôn mà ông phải đeo kính vào. Bắt đầu cãi được nó rồi. Cháu ấy mà lúc ông ấy mà nó còn mình bảo là thế này cũng nguy hiểm lắm, nó bắn vào mặt đây. Đấy, nhãn đây này. Bao năm nay rồi, mắt tao. Ông ấy là nó bực tiền bối rồi. Nói chung là đeo cái kính vào nó vẫn đảm bảo không ạ? Nhìn cháu cũng sợ lắm. Thế là đếm cả bên đội bưởi có phải đội nhà mình không? Không. Lại đội khác à? Thế mà cháu vào cháu làm quen như thật đi. Ừ. Nó quen như thật. Đây là cũng nhiều đội mà. Là tất cả 13 người mà tính ra vị chi là 500-600 nghìn một người. Là một đội đánh cây này ở đây là hôm nay một hôm là mấy triệu. Mấy triệu. Nó tùy theo đơn hàng ấy. Ví dụ như hôm nay đánh bao nhiêu cây là sắp xếp bao nhiêu người ấy. Rồi đánh xong rồi lại đi trồng, con mạnh kia nó chở cây xong đấy lại có đội để trồng cây rồi. Đấy, nhãn đây này. Phân chia lao động rõ ràng. Nói nào đó đơ chắc. Thực ra là cũng nhiều, nhưng chẳng qua là ví dụ như là hôm qua xếp rồi, hôm kia xếp rồi thì hôm qua ấy thì có thời gian là nghỉ. Xong rồi bố trí theo đúng ấy, chứ còn có những hôm mà các bạn thấy đông như hội. Mẹ, đội đánh cây 20-30 người. Đấy đây này, những cái cây nó to mất người này, nhưng mà tí nó cắt. Đây các bạn nhìn nhá. Cây to mất người luôn. Hàng này nó thoát thấp thì trông các bạn trông nó ấy thôi, nhưng mà ví dụ như khách người ta yêu cầu là cây thoát từ mét mấy 2 mét này. Đây. Các bạn nhìn xem một cái tán của một cái cây nhãn bình thường này nó bao nhiêu mét. Đây để tôi đếm cho các bạn, nó coi như nó còn hơn cả cái này nhá. Đây các tán nhá. Người nọt thỏm nhá. Bây giờ đếm đo cho các bạn xem nào. Nó bao nhiêu, tính theo bước chân thôi nhá. Đây là nhãn mà các bạn ấy là cái dòng cây này là chưa ghép này. Xong rồi nuôi nó cao lên bắt đầu ghép. 1 mét này, 2 mét này, 3 mét này, 4 mét, hơn 4 mét. Tán này này, hơn 4 mét. Ghép thì ví dụ như tôi chỉ cho các bạn ghép thì hầu như cái hàng này là nó không phải ghép ở đây. Đây cái con bọ lẹt chuối này ghê lắm nhá, đau. Con này nó còn ghê nhất. Các loại khác thì mình vẫn sờ được. Một là ghép ở chỗ này này, hai là ghép trên cao này. Đấy là tất cả là ghép từ cái cây nhãn ấy này. Không phải sau cắt thì nó như thế này. Nhãn là tôi không biết vụ vừa rồi được mấy nghìn một cân. Nó cắt tại ruộng ấy, mọi người mua thì vẫn mười mấy hai mấy nghìn. Rồi tán đây. Thực ra thì như Tuân Quang bảo chán nhỉ, giờ chả có ai xem live của thằng em nữa nhỉ. Thực ra cái live này thì lúc live trực tiếp ấy nó tùy theo khách hàng, cái người xem nữa. Người xem thì thực ra là đến cái khách hàng của mình thì tôi nghĩ là ít người ta xem live lắm, thật. Còn khi mà mình ngày xưa có cái câu của ông Khổng Tử hay ông gì ấy, gặp thời thì đi xe ngựa, không gặp thời thì chân đất. Xong rồi thế nọ thế kia, mình đây kể cả gặp thời hay không gặp thời thì nó vẫn thế này. Còn quan trọng nhất thì nói thật ra là mình không khoe mẽ và mình cũng không ấy. Còn ví dụ như các bạn bảo là ngồi xem live hay không xem live, có nhiều ông thì các bạn nói ví dụ như ông ấy đi cây sừng như thì chẳng hạn. Mình lại bảo là các ông xem live của tôi đến 3 tháng rồi các ông đã ủng hộ tôi được cái gì. Đúng không? Xem live hay không thì tôi cũng không quan trọng cái ý. Quan trọng là ví dụ như là mình đang đưa cái nội dung hay đưa cái tư tưởng gì. Còn xem live theo cái kiểu gọi là giải trí thì tôi cũng không muốn. Tôi nếu các ông xem giải trí thì khéo ông tôi còn náy náy ấy. Cho nên cái việc đánh cờ tôi có ấy đâu. Mà trong khi cờ ngoài giải trí ra nó còn giúp cho các ông tư duy. Xem người ta xem để làm cái gì chứ còn... Bây giờ muốn xem đông thì bây giờ tôi cởi quần cởi áo ra xong rồi tôi để cái điện thoại xong rồi tôi chạy vòng quanh đây thế là thì là nắm người xem ngay. Nhưng để cái gì? Nổi tiếng và tai tiếng. Các ông thích tai tiếng hay các ông thích nổi tiếng? Đúng không? Nghe giọng nói có duyên thích nghe. Thực ra là cái của tôi thì cái giọng này mình không thay đổi được. Cái này vẫn còn dễ. Vẫn còn dễ. Còn cái mà mình quan trọng nhất là ví dụ như cái video này này
nó sau đấy là cả thứ nhất là cắt đi, nó không phải là mỗi cái video offline nữa. Những người khác thì người ta sẽ phát live xong rồi hết ngày thì người ta tắt live, xong rồi cái video live coi như là không tồn tại trên mạng. Nhưng tôi thì mỗi video live các bạn đều được thưởng thức lại một bản full đầy đủ ở trên YouTube. Hai là các bạn sẽ xem trên TikTok thì cứ 10 phút một. Và tôi nói cái gì thì tí nó sẽ được lưu lại. Đấy, để các bạn nào hoặc khách hàng của tôi ấy, thì tầm này là người ta ít khách hàng đã quen mình rồi thì người ta đều công ăn việc làm. Cái giờ này người ta rảnh đâu đéo đâu mà bây giờ ví dụ như các anh các chú người ta có rảnh đâu mà ngồi xem live. Tôi bây giờ tôi bảo các ông đang ngồi xem live tôi là đang rảnh thì các ông lại dối. Cái ông đào thoại thì tôi cũng không hiểu kiểu gì, ông bảo không ai rảnh như ông. Mấy cả tôi cũng ước được rảnh như ông mà mày cực như thế này. Còn cái người khách hàng của mình, những cái người người ta lao động hoặc là người ta đi làm hoặc cái nọ kia, giờ này đéo ai xem này. Còn nhiều khi ngày xưa thì khách hàng của mình thì ông ấy bảo là anh vừa làm việc anh vừa mở like của chú để anh xem có cây nào là anh chốt. Đấy, chứ còn bây giờ ví dụ như trong ngày đang làm việc bỏ mẹ nên công ăn việc làm nuôi sống gia đình ngồi để xem live nữa, thế là cho nên bảo thế. Xem ông cũng có thêm nội dung để đi phép. Thực ra là cái này thì mình cũng có muốn là giới thiệu cho các bạn là cái làm nông nghiệp, làm nông dân, rồi thu nhập, rồi cái quan trọng nhất là cái tư duy. Đấy, chứ còn thực ra là mình cũng không nói phép, nếu mà nói phép xong mẹ đéo ai dám đăng. Giờ nó chỉ ở trong cái video live thôi. Xong rồi mình đây mình đăng lại để cho những ông khách hàng ấy. Còn ví dụ như thế này là các bạn biết đâu là ví dụ như là cây nhãn này này. Đấy, thì các bạn tiếp cận được là cây nhãn mấy trăm nghìn, nhưng tại sao lại có cái giá ý? Đấy, chứ còn bình thường nếu mà tôi không nói thì người ta cũng không biết. À, người ta muốn mua cây nhãn này cũng không biết mua ở đâu. Còn cái hàng cây giống thì ai cũng bán. Hàng cây to như thế này không, quả nó ngon. Đấy, người ta không tiếp cận được cái giá ý. Đấy, mình vừa bán hàng vừa cái người ta muốn mua thì người ta tiếp cận được. Còn cái chặng đường của tôi không phải là 1 năm, 2 năm, 1, 2 tháng hay là 1 vài tháng, 1 năm, 2 năm mà nó nhiều năm khác. Thì lúc đi đến cái lúc ấy các bạn sẽ thấy tôi ngồi thở thôi. Cũng có khách hàng người ta tìm đến mình. Giới trẻ mấy các thứ khác thì người ta không biết. Người ta thường nói xạo hoặc nói quá hoặc thế nọ thế kia, phát live lên ngồi nói chuyện 2-3 tiếng đồng hồ. Tắt live đi làm gì các bạn biết được cuối cuộc nói chuyện đi đâu. Đấy, xong hôm sau thì người ta lại câu chuyện khác hoặc thế nọ kia, nhưng mà cái trong cái buổi nói chuyện của người ta không bao hàm nhiều cái nội dung, không bao hàm nhiều cái ý nghĩa cho mọi người. Còn với các bạn cũng thế, cũng ai cũng là người bán hàng. Các bạn không bán nọ bán kia thì các bạn cũng là người bán sức lao động. Nhưng làm sao mà để các bạn bán sức lao động để được giá? Đấy, thì là cái giai đoạn các bạn phải cống hiến nó thật nhiều, cống hiến nhiều năm. Từng ngày đều phải cống hiến cho người khác. Tôi đây ví dụ như hôm nay tôi nói như này, ngày mai tôi lại lập lại. Nó như kiểu được lập trình ấy, tức là với nội dung như thế thì chắc chắn các ông bỏ nghe bỏ xem ngay. Đấy, cho đầu tiên cho các bạn biết là một cây nhãn như thế này thì cái thủy nó bán bao nhiêu? À, có mấy trăm. Cái thứ hai là công đoạn làm ấy một cây nhãn, đánh một cây nhãn thì nó vất vả như nào. Đấy. Vẫn còn cái dễ cọc rồi. Đấy, tại sao mà một cây nhãn này từ lúc gieo hạt, tại sao mà phải ghép? Là cái cây nhãn gieo hạt xong rồi ghép lên thì nó có cái dễ cọc. Cọc thì mưa bão nó không ấy. Đấy, đi cọc này. Đánh bắt sục ở dưới. Còn nhiều người không hiểu bảo mẹ ông bỏ cái điện thoại ra ông đi ra ra đánh cây đi. Đi ra đánh cây thì nói thật ra không làm được việc. Cái thứ hai nữa là công nó không đủ. Thằng Mạnh mà nó bảo là tao đi mày đi đánh cây đi. Tao trả mày 400 nghìn hay 500 nghìn thì tôi bảo không. Làm được cứt đâu mà nhận 400-500 nghìn. Làm cho 4 nhát thuổng là ngồi thở con mẹ nó rồi. Cần phải có sức và sức bền nữa. Đấy, dễ cọc đấy. Thấy chưa? So với cái cây mà mày chiết thì nó không có dễ cọc như này. Đấy. Đây là cây ghép nó dễ cọc như này. Nó nhãn nó cũng là cái dễ giống dễ sống này. Đấy, dễ đấy. Dâm ủ thì nó ra hết các cây dễ tôm. Đất này gọi đất thịt. Đấy, hôm trước ông ấy có bảo là nếu mà trồng nhãn hay trồng bưởi mà bằng đất sét có được hay không, thì các bạn nhìn đây này, toàn đất thịt hết. Còn thằng này nó cẩu ra ngoài, nó mang xe ra ngoài kia xong rồi nó thả bịch. Mình bảo để thế nó vỡ con mẹ mày bầu. Nó bảo đây đất thịt không sợ vỡ bầu. Thế này vẫn có cái tỷ lệ đất ấy này, đất salon này. Đấy, đất thịt.
Đấy, nhiều bạn bạn bảo ở trong kia thì bạn ấy là đất sét thì là trồng có thích hợp không, thì tôi bảo là ở tôi thì đất xịt thịt với cả đất salon là tốt nhất. Đánh một cây có mẹ ấy đâu. Dễ, bây giờ lại cắt dễ con này. Như ship Đồng Nai thì bao tiền trọn gói? Nó thật ra là chắc cái cây này ấy, cây này cái thủy nó bán cho khách 5 cây là 500 ở đây này. Còn nếu mà từ đây vào Đồng Nai thì chắc cái cây này thì cứ nói thật ra là chắc là vào trong ý nó cũng phải rơi vào tầm 700. Còn phát cho mấy ông trên Facebook nữa. Cái cây này nó to à? Tôi phải nói cho các bạn như này này. Nếu mà cái cây này ấy, giá cây thì chắc nó bán cho các bạn là tùy theo số lượng. Ổn quá nhỉ. Đợi cho ông cắt xong rồi tôi báo giá. Là mình vẫn cắt. Cắt bầu bầu anh ấy là làm lại bầu đấy, cắt các cái rễ này này, cắt các cái rễ này này. Đấy, cắt cái rễ này này, cái thủy nó nhận giá là mẹ định nói lại cắt tiếp thế này, các cái rễ to này đấy. Cái giá cái thủy nó bán là ví dụ như 5 cây hay 10 cây thì là chắc là 5 cây hoặc 10 cây. Nhưng hôm nay tiện thì nó bán cho khách kia 5 cây, nhưng mà nó sẽ bảo các bạn là lên mua từ 10 cây. Đấy, 10 cây thì nó sẽ để cho cái giá 500.000 một cây. 500.000 một cây, xong rồi cái tiền cước từ đây vào trong Đồng Nai thì chắc là khoảng tầm 700. Mày bảo một cái cây này vào trong Đồng Nai thì bao tiền cước? Nhiều tiền bây giờ báo cho người ta để người ta còn chốt, người ta có mua hay không? Chắc là phải đến 700 nhỉ? Đấy, nó bảo 6 triệu một khoang, nó không dám báo theo từng cây. 6 triệu một khoang xếp bao nhiêu thì xếp một khoang hết bao nhiêu cây thì bắt đầu mới tính. Đấy. Nhưng tôi cứ dự trù là khoảng 700 đến 1 triệu một cây này. Không đến ấy, chắc là khoảng tầm 700 là cùng thôi. 700 nghìn một cây thì các bạn vị chi là khoảng tầm 1,2 triệu. Đến nơi các bạn là đến đấy thì nó dừng xe ở đấy, xong nó điện trước các bạn. Xong rồi các bạn phải xem là nhờ người hay là thuê cẩu để hạ cây xuống. Vị chi đến nơi các bạn thì nó đâu đó là khoảng tầm cứ cho là 1 triệu đi là rơi vào 1,5 triệu. Nhưng các bạn có nhớ ở cái video buổi tối không? Có một ông bán vào trong Vũng Tàu 8 triệu. Còn chả biết anh ấy nói đúng hay sai, bạn ấy nói đúng hay sai. Còn ở nơi các bạn thì khó mua một cái nhãn như thế này với cái giá mà như thế. Còn tôi mới bảo là bán thì ở đây thì nó rẻ, còn cước vận chuyển thì tôi không thể tác động được. Tại vì anh em người ta chạy xe người ta phải lấy cước. Đấy, bạn hiểu chưa? Thế là nói cho bạn Đồng Nai hiểu cái vấn đề chưa? Hiểu chưa? Có cọc trước thì chắc chắn phải cọc. Cái hàng cây cối này nó không như các cái hàng mà quần áo hoặc nước hoa. Các bạn hình dung chưa? Các bạn không cọc trước bây giờ 1,2 triệu chẳng hạn đến nơi các bạn, xong rồi các bạn không lấy thế là lại vận chuyển về đây à? Đấy. Còn bán cây cối này vì sao nó khác với cả cái tệp khách hàng của bọn Huấn? Cái loại nước hoa của nó gói vào tầm này, đúng không? Cây này ngay tiền cước nó vào mẹ nó tầm 700 đến 1 triệu rồi. Các bạn không cọc trước thì vào trong ý thế không? Các bạn mới bảo thanh toán thì nó mệt lắm. Thường là cái cọc này khoảng 30% giá trị đơn hàng. Tại vì xe là cũng xe của bọn tôi, cho nên cũng không sợ. Đấy, các bạn hình dung chưa? Còn hôm trước bạn ai đấy bán và bảo là một cây này vào trong Vũng Tàu là 8 triệu đây, cả tiền cước xe hay gì đấy tôi cũng đéo biết. Nhưng đại ý là tôi báo cho các bạn là tiền cây riêng, tiền cước xe riêng. Đấy, một cái cây xong là cắt xong như này. Đấy. Cắt xong nó như thế này. Không, người các ông bảo là để nguyên như này, xong rồi hôm trước ông Thái Bình ông bảo là phải để tán 2 mét cơ, 2 mét B từ đây cho cây từ đây ra ngoài đường nó cũng vất vả, tiền công phải cao lên. Đấy, và không ấy được.
Bảo để tán 2 mét, chỗ này cũng tán cũng phải mét mấy rồi mẹ. Tán nó nếu mà bình thường như kia phải 4-5 mét nhỉ. Đấy, nhưng cắt xong nó chỉ như thế này thôi. Khỏe. Thứ nhất là cây nó khỏe này. À, cái thứ hai nữa là mới cho cây ra ngoài được. Còn nếu để nguyên cây như thế kia về các bạn trồng thì nó dễ chết. Đấy. Thôi mày đi ra để cho các chú làm. À, bây giờ là làm từ đầu này. Tí nữa tôi cho các ông ở trên Facebook nữa xem. Đấy. Này. Cốc chưa? Giá cây thì rẻ nhưng mà về nơi các bạn thì nó sẽ gánh thêm cái tiền cước ấy. Cho trên Facebook. Cho trên Facebook cho anh em chúng nó. À, một cây này bao nhiêu cân quả đâu các ông biết không?